Vâng ạ. Bác Hồ dạy cho con. Chứ phải đi lao động đi chứ, ở nhà cũng không được. Bác ơi, mình đây là bắt ốc hay là bắt cua? Đấy, đừng nữa bị da rắn rồi đấy. Nước cạn mùa này chỗ nào nước nó còn tụ lại thì cua ốc rồi cá nó dồn về đấy. Vâng. Vâng ạ. Bác Hồ dạy cho con. Phải đi lao động đi chứ, ở nhà cũng không được. Vâng. Thank you.
Trường Hạt Rồng nó giành cái giải nhất chương trình Olympia, thi lên đỉnh Olympia. Mở tivi mà xem biết được chưa?